Mỗi buổi sáng dậy chúng ta nên đun một ấm nước, xong đấy là chúng ta sẽ pha mật ong nhá, pha mật ong uống. Mình xin giới thiệu với cả nhà là uống mật ong nước ấm buổi sáng nhá. Giới thiệu các bạn đây là một cái cốc là nước này, cốc này cũng tương đối nhiều này, rất là nhiều nước. Đấy, mình đã chế nửa cốc nước lọc để nguội, nửa cốc nước lọc để nguội đây nhá, đây này. Đấy, nước trong để nguội. Đây là mật ong. Mật ong này mình đây, chai mật ong rất là chuẩn, để mấy năm rồi các bạn nhìn không bao giờ có một tí ấy nào. Cặn mật ong rừng, đây mật ong rừng. Mật ong rừng nguyên chất luôn, hoa nhãn nhé. Đây mình uống lên hết cả chai rồi. Đấy, đun nước. Nước nóng. Để tí nữa mình pha mật ong vào đây, pha mật ong vào cốc. Xong đấy là mình sẽ thêm khoảng gần nửa cốc nước nóng nữa, sành một cốc nước mật ong ấm. Uống sẽ rất là tốt. Anh em mật ong ra. Đấy. Mình tiến hành đấy, đi lấy thìa nữa. Đây nha, thìa để khoáng nha. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành là mở chai mật ong ra. Mật ong để mấy năm mà rất là thơm. Đây. Úi dồi, thơm quá. Đấy, mật ong này nhá. Các bạn thấy chưa? Thơm phức luôn. Mật ong thật. Đấy, chúng ta chỉ cho ít thôi, không cho nhiều nhá. Các bạn nếu mà có cái thìa, các bạn cho vào đong bằng thìa cũng được, bằng một thìa thôi cũng được. Còn nếu không thì các bạn tự đổ mình cái có nhiều mật ong thì mình cứ tự chút, tự đổ uống vừa phải thôi. Đó. À, thế rồi. Ủa, ngon lắm. Đấy. Nó cũng không uống nhiều nhá, không nên uống nhiều. Uống nhiều là cũng nó sẽ người tất mọi người thì bảo nóng, nhưng mà mình thì chả thấy nóng. Mình uống bao nhiêu? Mình nặng hơn 80 cân. Hơn 80 cân nhưng mà lúc nào mình uống cũng uống mật ong cả mùa hè, chả thấy nóng gì cả. Đây, sau đấy chúng ta sẽ tiến hành khoáng lên nhá. Đây, khoáng lên. Khoáng cho mật ong nó tan ra mới ở cả nước lọc. Buổi sáng các bạn ngủ dậy sớm. Đấy, xong đấy là chúng đi pha một cốc nước mật ong này. Là ngon nhất. Nếu mà bạn nào mà uống được chanh thì cho thêm ít chanh vào cũng tốt. Vắt thêm ít chanh vào cũng tốt. Đấy, kiểu chanh vắt chanh. Đấy. Nhưng mà mình thì không uống chanh, cho nên là mình không vắt vào, mình chỉ uống mật ong không thôi. Buổi sáng là cái cơ thể thứ nhất là đang thiếu nước này, cái thứ hai nữa là mình khi mình uống một cốc nước mật ong vào nó sẽ làm cho cơ thể được làm sạch hệ thống tiêu hóa của mình. Đấy, cái mật ong này thì nó sẽ có rất nhiều chất bổ, chất đề kháng đưa vào cơ thể. Mọi người lưu ý là không mua những cái loại mật ong công nghiệp nhé. Những cái thực phẩm chức năng mà người ta cứ quảng cáo bảo là có tinh chất mật ong rồi thì nọ kia các thứ thì không chuẩn bằng uống trực tiếp mật ong này. Nếu đã gọi đến mật ong thì các bạn cứ uống trực tiếp mật ong luôn. Mật ong của con ong này, con ong nó làm mật xong mình quay. Mình cứ uống trực tiếp mật ong luôn. Đấy, mình đang đợi nước sôi nhá. Nước sôi đấy thì mình sẽ cho vào mình uống. Khoáng lên.
là sắp sôi rồi nhá. Nước bắt đầu sôi nhá. Mình sẽ tiến hành cho vào. Cho nước sôi vào. Đấy. Đấy. Thấy không? Thế này là chúng ta được một cốc nước mật ong ấm rồi. Mật ong ấm vào buổi sáng. Đấy, những các bạn mà không uống được nhiều thì nên làm một cái cốc bé hơn. Thế còn mình thì mình uống được nhiều cho nên là mình uống cốc rất là to. Uống cốc rất là to luôn. Thôi, mời cả nhà nhé, mình sẽ uống đây. Mọi người nếu mà hay uống nước mật ong thì uống như của mình nhá. Xin cảm ơn. Chúc mọi người một ngày gặp nhiều may mắn.